cái đầu óc lưu manh gian trá đó, không ai bằng Cộng sản Việt Nam tôi nói lại. Cái sự lưu manh giả trá mà lừa gạt đó, không ai bằng Cộng sản Việt Nam. Mà nó rất quỷ quyệt trong đầu óc gian manh xảo trá, không ai bằng Việt Cộng. Tôi rõ, không ai bằng Việt Cộng. Một thằng Mỹ nó sang nước mình. Một thằng Mỹ nó sang nước mình. Nó bảo nước kinh nghèo quá, đến cái tủ lạnh mà các anh không có nữa. Thầy trả lời, nước chúng tôi có cần tủ lạnh đâu. Nước chúng tôi ăn tươi mà. Chúng tôi đi chợ là một tiếng trước khi nấu cơm. Mà chúng tôi ăn cái gì? Chúng tôi toàn ăn cá với rau, là những cái mà toàn thế giới đều nhìn nhận là tốt nhất cho sức khỏe. Nhưng mà chúng ta lại bây giờ cứ mơ phải có tủ lạnh cơ. Tôi không cho phép bạn đo chúng tôi bằng tiêu chuẩn của các bạn, là chúng ta đừng có nhất thiết phải chọn những cái tiêu chuẩn của những nước mà nó tự gọi là những nước văn minh. Hãy chọn những tiêu chuẩn của những nước hạnh phúc. Trước tiên mời các bạn nghe qua. Một thằng Mỹ nó sang nước mình, nó bảo các anh nước kinh nghèo quá, đến cái tủ lạnh mà các anh không có nữa. Về cái tính chân thực của cái câu nói này của bác thì chúng ta không có cái gì để mà xác thực. Đây chỉ là cái lời kể của bác thôi. Các bạn có nghĩ rằng là có một người Mỹ nào đi sang Việt Nam xong rồi chê đất nước chúng ta nghèo không? Với tất cả những gì trải nghiệm mình biết về văn hóa nước Mỹ, mình không nghĩ rằng là người ta tự nhiên cứ đến Việt Nam để khơi khơi xong rồi chê là tại sao nước các anh nghèo quá. Mình không nghĩ rằng là người ta nói kiểu như vậy. Rồi bác nói câu này nữa, đến cái tủ lạnh mà các anh còn không có. Thì qua câu nói này, mình có thể đoán được rằng đây là cái câu chuyện bác kể từ ký ức mà cách đây rất là lâu rồi. Có thể là trước năm 75. Bởi vì vào thời đấy, dân Việt Nam hầu hết là vẫn chưa có tủ lạnh. Đặc biệt là người dân miền Bắc. Người dân miền Nam, chí ít là những gia đình nào mà khá giả một chút, người ta còn có tủ lạnh. Cho nên người ta mới biết cây cà rem là cái gì. Chính vì thế cho nên Bắc Việt khi mà họ xuống Sài Gòn sau ngày thống nhất, bọn họ đã nổ với người miền Nam rằng cà rem ở vùng tao có đầy, ăn xong không hết, còn đem ra phơi để lúc sau ăn dần. Chính vì thế, mình có thể suy ra rằng đây là câu chuyện bác ấy kể từ cái thời ngày xưa của bác ấy, chứ không phải là bây giờ. Thầy trả lời, nước chúng tôi có cần tủ lạnh đâu. Thứ nhất là mình không có tin là ngày xưa đã có một người Mỹ nói với bác như vậy. Và kể cả nếu có người Mỹ nói với bác như vậy, chưa chắc bác đã trả lời đúng như những gì bác đang kể ở trong cái buổi Have a Sip với cô Vietcetera này. Nước chúng tôi có cần tủ lạnh đâu. Lúc đó, mọi người còn chưa biết cái tủ lạnh là cái mô tê gì. Còn không biết cái khái niệm của nó là như thế nào. Nó chạy bằng điện hay chạy bằng than hay chạy bằng hơi nước, còn họ còn chưa có nắm rõ. Chưa phải là một cái kiến thức tổng quát chung chung. Mà tại sao bác dám nói chắc rằng là nước chúng tôi không cần tủ lạnh. Và khi bác đưa cái ví dụ này, thì bác có cảm thấy là nó hơi kỳ. Khi bây giờ ở Việt Nam ấy, gia đình nào cũng có tủ lạnh ở trong nhà cả. Khi mà bác đưa một cái ví dụ gì đó, mà kể cả ngày xưa với bây giờ nó cũng đúng, thì chí ít nó còn mang tính thuyết phục. Nhưng mà bác nói là nước chúng tôi có cần tủ lạnh đâu, nhưng mà bây giờ các bạn ngó gia đình nào ở Việt Nam, họ đều có tủ lạnh hết. Thì cái ví dụ này mình có thể nói rằng là không có giá trị, vô nghĩa, không dùng để phản biện với người Mỹ được. Kể cả nếu mà người Mỹ có chê Việt Nam nghèo thật đi chăng nó đi, cũng không thể nói được cái câu này. Lúc đó các anh, các bác, các chú, các ông không cần tủ lạnh. Không có nghĩa rằng là người dân Việt Nam sẽ không bao giờ cần tủ lạnh. Nước chúng ta kém phát triển, nghèo khó, thời bao cấp chết đói ngày xưa. Không có nghĩa rằng là tủ lạnh không phải là cái thứ vật dụng không cần thiết. Bây giờ mình xin hỏi bác một câu ấy, ở trong nhà bác có cái tủ lạnh nào không? Mình dám cá rằng với một người cương vị, có chức vụ, đạt học hàm, học vị, rồi trải qua bao nhiêu vị trí công việc khác nhau như bác, thì tôi nghĩ rằng gia đình bác rất là giàu có, rất là khá giả. Nếu mà bác nói gia đình bác mà không có tủ lạnh, thì tôi nghĩ rằng bác đang nói dối. Cho nên, cái việc mà bác muốn chứng minh cái luận điểm của bác là cái điều chính xác, tôi cũng đồng ý rằng là Việt Nam không cần nhất thiết phải bắt chước hoàn toàn những giá trị của phương Tây hoặc là các nước phát triển khác để mà có thể hạnh phúc. Nhưng bác đừng có lấy cái ví dụ tủ lạnh để chứng minh luận điểm cho bác, bởi vì nó hoàn toàn sai. Vì bây giờ mình có thể nói rằng là hầu hết người dân Việt Nam đều có tủ lạnh để sử dụng, ngoại trừ là những cái vùng sâu vùng xa với dân tộc
thiểu số nghèo đói ở vùng đồng bằng hoặc là trên cao nguyên gì đó thì may ra người ta không có tủ lạnh thôi. Chứ bây giờ các bạn thử kiếm coi, kiếm ra một cái gia đình mà không có tủ lạnh á, thì mình gọi là hơi lạ đấy. Cho nên cái ví dụ về tủ lạnh này của bác không có thích hợp. Bác nên kiếm một cái ví dụ gì khác để chứng minh đi. Nước chúng tôi ăn tươi mà. Chúng tôi đi chợ là một tiếng trước khi nấu cơm. Đó là cái thời của bác, cái thời vô cùng nghèo. Mà chúng tôi ăn cái gì? Chúng tôi toàn ăn cá với rau là những cái mà toàn thế giới đều nhìn nhận là tốt nhất cho sức khỏe. Cái bác này á, nói những cái câu mà cứ làm như là nước Mỹ người ta không có làm những cái điều tương tự mà như bác ấy nói cả. Nước chúng tôi ăn tươi mà, chúng tôi ăn rau với ăn cá mà. Ủa chứ không lẽ nước Mỹ người ta không biết ăn tươi à? Người ta cũng không có ra siêu thị đồ tươi về rói rói, mua về rồi nấu ăn ngay hay sao? Bọn họ cũng ăn tươi và mình có thể đảm bảo được rằng là nước Mỹ cái thời đó cũng cùng cái thời điểm mà bác ấy đang sống ấy, cái thời điểm mà bác ấy đang phản biện với một người Mỹ tưởng tượng nào đó trong đầu của bác ấy, là người Mỹ người ta đã có văn hóa ăn tươi và đi trước Việt Nam luôn rồi. Tại sao bác tự tin đến mức mà bác nghĩ rằng là người Mỹ người ta không biết ăn tươi, người ta không ăn rau, người ta không ăn cá? Bác cứ nghĩ rằng cái người Mỹ là người ta ăn bít tết, người ta ăn bò, người ta ăn hamburger à? Rồi bác nói người ta không biết ăn cá à? Bác nhầm rồi. Đâu ai phủ nhận rau với cá là không tốt cho sức khỏe đâu. Ở đây mình hiểu ý bác muốn nói. Chỉ có điều là bác đưa cái ví dụ vào là nó hơi bị khập khiễng, nó không có đúng. Nếu mà chỉ nói đơn thuần là chúng tôi thời đấy có sao chúng tôi sống như vậy, chúng tôi không có tủ lạnh, thì chúng tôi chỉ có thể bảo quản đồ ăn bằng những phương pháp vô cùng độc đáo. Hoặc là chúng tôi sẽ không có bảo quản ngay. Chúng tôi cần ăn gì ngày hôm đó là chúng tôi ra chợ, chúng tôi mua về. Mà kể cả là chợ đi chăng nó đi, người ta cũng chỉ là bán những cái món đồ bọn họ vừa mới bắt ngày hôm qua. Hoặc là chí ít là bọn họ bắt vào sáng sớm, xong rồi đến trưa đến chiều họ đem ra chợ họ bán. Kể cả những người doanh nhân ở ngoài chợ họ cũng không có cái biện pháp để mà bảo quản lạnh, giữ được bán cho lâu ngày. Đó là thời xưa là nó là như vậy. Chúng tôi có sao chúng tôi sống như vậy. Chúng tôi không có điều kiện như các anh, nhưng chúng tôi vẫn có thể sống được. Chúng tôi vẫn có thể giữ được cái bản sắc của dân tộc đến tận ngày hôm nay. Và chúng tôi tự hào vì một cái quá khứ nghèo đói thời đó mà vẫn còn vượt lên nghịch cảnh để mà có thể tồn tại được đến ngày hôm nay. Nói như vậy thì nó mới chính xác hơn, chấp nhận những cái khuyết điểm của bản thân, chứ đừng có bác bỏ hết tất cả những cái giá trị của phương Tây mà người ta đã đem lại cho chúng ta. Bác này nói như thế giống như là muốn bác bỏ hết tất cả những cái thành tựu, những cái đóng góp cho bên phía phương Tây người ta đã đem lại cho Việt Nam chúng ta. Bây giờ nếu mà không có cái tủ lạnh, không có cái xe máy, không có cái ô tô, không có cái xe hơi, thì bây giờ các bạn thử nghĩ xem là cuộc sống phần lớn của tất cả mọi người trên địa cầu này nó giống như mọi, giống như rợ như thế nào, giống như người thời tiền sử ra sao. Ở đây đừng nói mỗi người Việt Nam, mà hầu hết những quốc gia nghèo khác, người ta đều mang ơn, người ta đều mắc nợ những đất nước phát triển ở bên phương Tây. Bọn họ đã đem văn minh, đem lại sự hiện đại hóa phát triển cho tất cả loài người. Chúng ta phải chấp nhận cái điều đấy, chứ không phải chúng ta bác bỏ chỉ vì cái tôi tự ái. Người ta nói nghèo cái là nhảy dựng lên, không có chấp nhận rằng là mình nghèo, không chấp nhận rằng là mình khó, không chấp nhận rằng là mình lạc hậu, chỉ vì một cái tôi thôi mà bác bỏ hết tất cả những cái điều mà rõ ràng là bọn họ đã giúp cho đời sống chúng ta cải thiện lên. Bây giờ ấy, bác có thể đi bộ về mà không cần dùng số ô tô không? Bây giờ bác về nhà bác không có mở máy lạnh, bác có chịu được không? Bác mua đồ ăn về bác không được cất vào tủ lạnh, bác có chịu nổi không? Tôi chắc chắn là bác không thể. Và tất cả những cái đồ dùng bác đang sử dụng đó là nhờ vào người Tây, nhờ vào người Mỹ. Đừng có phủ nhận khi mà bây giờ hiện tại chúng ta đang hưởng cái ơn từ bọn họ. Đừng có nói rằng là bỏ tiền ra mua là có rồi. Thế bây giờ ấy, bác lấy cái tiền đó, bác đi sang những đất nước châu Phi, mấy cái đất nước nghèo khó khác, bác mua thử xem người ta có để bán không. Có tiền nhưng mà không mua được mới là cay. Còn đây người ta đã hiện đại hóa, công nghiệp hóa, khiến cho những cái sản phẩm mà nó vô tưởng cách đây tới nửa thế kỷ về trước, bây giờ nó có thể mua được một cách dễ dàng chỉ với một tí tiền. Đó chính là nhờ vào cái lợi ích của economy of scale, cái sự phát triển của công nghiệp hóa, nó là như vậy, giúp cho mọi thứ trở nên rẻ hơn cho tất cả mọi thường dân, ai ai cũng có thể mua được. Đừng có phủ nhận, đừng có vứt bỏ. Chúng ta đang nhờ ơn cái sự văn minh của phương Tây lắm đấy. Đừng có bám víu vào cái lòng tự tôn dân tộc một cách thái quá. Nhưng mà chúng ta này bây giờ cứ mơ phải có tủ lạnh cơ. Mà phải nói với thằng Mỹ rằng là tôi không cho phép bạn đo chúng tôi bằng tiêu chuẩn của các bạn. Vâng, và bây giờ bác đang sống bằng tiêu chuẩn của bọn họ đấy. Đừng nói bác không có ô tô nhá, đừng nói bác không có tủ lạnh nhá. Bác nói vậy, bác có biết ngượng không hả bác? Hả bác giáo sư Bắc Việt Phan Văn Trường? Là chúng ta đừng có nhất thiết phải chọn những cái tiêu chuẩn của những nước mà nó tự gọi là những nước văn minh. Cái lối bác ấy gọi những quốc gia đó vô cùng hàn học, vô cùng hàn sâu. Cái điều này có thể giải thích được bằng cái lý do rằng là bác ấy từng sống qua cái thời Pháp và thời Mỹ. Qua cái thời đó, cái lòng tự hào dân tộc, tự tôn dân tộc nó được thúc đẩy rất là mãnh liệt. Cái thời đấy là phong trào tự hào, tự tôn dân tộc
và bài trừ tất cả những gì mà giá trị văn hóa về phương Tây là vô cùng cao. Bởi nếu anh mà không bài Tây là anh không phải là người yêu nước. Cho nên họ sẵn sàng, họ bác bỏ, họ phủ nhận hết tất cả những cái giá trị mà bên phương Tây người ta đóng góp cho Việt Nam. Mình hoàn toàn mình hiểu. Nếu bản thân mình mà là như bác, mà sinh ra và lớn lên sống từ cùng thời nhà bác, thì cũng có khả năng rất là lớn mình cũng sẽ có cái tư duy giống như bác bây giờ. Nhưng mà hồi nãy mình đã nói với các bạn rồi, không phải cứ là giáo sư, không phải cứ là nhiều tuổi là ắt hẳn là người đó đúng, là người đó phát ngôn hay, phát ngôn hợp tình, phải lẽ. Nếu mà họ nói nhăng, nói cuội, nói xạo, nói bậy, thì chúng ta đều có quyền chỉnh lại và sửa lại. Đừng có sợ, đừng có nghĩ rằng là họ mọc cái râu bạc ra là bọn họ có quyền, họ nói bậy, nói bạ. Cái sự tôn trọng là phải được giành lấy, chứ không phải là áp đặt lên người khác, bắt người khác phải tôn trọng mình. Và qua những cái phát ngôn của bác thì thật sự mình không thể tôn trọng bác này được. Và Vietcetera cũng ảnh hưởng vì cái điều này không phải là ít. Bởi vì bọn họ đã cắt cái clip này và đăng lên kênh của người ta, chứng tỏ là bọn họ đã endorse, ủng hộ cái thông điệp mà bác ấy đang truyền tải. Của những nước mà nó tự gọi là những nước văn minh. Những đất nước mà họ tự gọi là đất nước văn minh. Ở đây ấy, mình không biết là điều gì khiến bác nghĩ rằng là bọn họ tự vỗ ngực xưng tên nó nói rằng là bọn họ là những đất nước văn minh. Mình thấy bọn họ rất là khiêm tốn. Và nếu ấy, chúng ta nghe cái cụm từ những đất nước văn minh ấy, là đến từ đâu ấy, thì đó chính là đến từ chính người trong nội bộ chúng ta. Chính người Việt chúng ta gọi bọn họ là những đất nước văn minh. Bọn họ không có tự nhận, họ không có tự gọi. Hoặc có thể là họ tự hào ngầm, nhưng họ sẽ không có nói thẳng ra. Nhưng chính chúng ta mới là những người gọi những đất nước bọn họ là những đất nước văn minh. Bởi vì đó thật sự là sự thật. Bọn họ văn minh hơn, phát triển hơn. Và chính nhờ vào cái việc đấy mà bây giờ Việt Nam mới có cái cửa để mà ngóc đầu dậy với bạn bè thế giới, mới có khả năng để mà làm cái podcast, cái chương trình này để mà share lên cái diễn đàn ở bên nước ngoài, để chia sẻ cho tất cả mọi người, người dân đều biết. Và qua cái điện thoại cũng do họ phát triển và làm ra. Cái đó không gọi là văn minh chứ là gì hả bác? Bác muốn về cái thời ăn lông ở lỗ không có tủ lạnh à? Nếu bác muốn thì bác cứ tự do, bác cứ làm đi. Chúng tôi sẽ không có ép. Hãy chọn những tiêu chuẩn của những nước hạnh phúc. Hãy chọn những tiêu chuẩn của những nước hạnh phúc. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho bác coi cái bảng thống kê này. Dĩ nhiên, cái bảng thống kê World Population Review này mình chưa kịp tìm hiểu là thống kê của quốc gia nào. Có thể là của nước Mỹ. Và nếu là của nước Mỹ thì có thể là nó thiếu cái tính khách quan. Nhưng mà mình tin với những gì mà nước Mỹ người ta làm. Nước Mỹ là tổ hợp cả một cái hệ thống nhiều cá thể độc lập sống chung, sống tụng lại với nhau. Và tính xác thực ở trong những cái bảng thống kê của bọn họ ấy, vô cùng cao. Điều thể hiện rất rõ rằng là bọn họ không hề xếp hạng bọn họ là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Ở trong cái bảng xếp hạng mà mình cho rằng của nước Mỹ này, thì những quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới đó chính là Finland, Denmark, Iceland, Israel. Israel thật đấy hả? Netherlands, Sweden, Norway, Switzerland, Luxembourg, New Zealand. Đó là những quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Không hề có nước Mỹ. Và nước Mỹ người ta xếp hạng bao nhiêu? Người ta xếp hạng 23 với chỉ số là 6.73. Còn Việt Nam xếp hạng bao nhiêu các bạn? Việt Nam là xếp hạng 54 với số điểm là 6.04. Như vậy, theo như là cái bảng thống kê này, Việt Nam là một đất nước bất hạnh hơn nước Mỹ đến 30 bậc. Hoặc nói ngược lại, nước Mỹ là một quốc gia hạnh phúc Việt Nam hơn tới 30 bậc. Mặc dù đây là một cái bản thống kê của nước Mỹ, nhưng bây giờ các bạn tin vào cái nào hơn? Một cái lời nhận định của một người đàn ông mà chúng ta phong rằng là một giáo sư nói rằng là Việt Nam là một quốc gia hạnh phúc, hay là các bạn tin vào một cái thống kê, một cái kết quả nghiên cứu của nhiều nhà khoa học, người ta tập hợp lại, người ta đưa ra kết quả nghiên cứu? Các bạn tin cái lời nào hơn? Nếu các bạn muốn phản biện ngược lại thì các bạn hãy tự mở ra một cái bài nghiên cứu chứng minh Việt Nam hạnh phúc hơn nước Mỹ, xong rồi công bố kết quả đó lên Internet cho tất cả mọi người cùng coi. Và lúc đó mình cũng sẽ dẫn nguồn của các bạn luôn. Nhưng hiện tại không có cái bài nghiên cứu nào chứng minh rằng là Việt Nam là một quốc gia hạnh phúc. Còn những cái bài mà các bạn chia sẻ, các bạn nói rằng Việt Nam là một quốc gia hạnh phúc, thì các bạn phải nhìn kỹ vào. Hạnh phúc là hạnh phúc cho ai? Hạnh phúc đối với ai? Những cái report mà nói rằng là Việt Nam là quốc gia hạnh phúc, hầu hết là quốc gia hạnh phúc cho những người nước ngoài đi từ các nước phương Tây phát triển đến, những người mà đến từ quốc gia thu nhập cao đến Việt Nam sống, thì bọn họ mới cho rằng đó là một quốc gia đáng sống. Các bạn hãy coi, Vietnam is the most affordable place to live in for expats. Việt Nam là một trong những quốc gia rẻ nhất, giá cả phải chăng nhất cho người nước ngoài. Việt Nam là top 15 quốc gia được yêu thích nhất bởi người nước ngoài. Các bạn phải nghe đó nhé, yêu thích nhất bởi người nước ngoài chứ không phải bởi người Việt Nam. Việt Nam chỉ là một quốc gia hạnh phúc cho người nước ngoài, chứ không phải là cho chính thần dân Việt Nam. Đấy nữa, 85% người nước ngoài cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của họ ở Việt Nam, theo như một báo cáo của Internations 2023. Việt Nam là một đất nước hạnh phúc. Chính xác,
Nhưng hạnh phúc đối với người nước ngoài, đối với expats, chứ không phải là đối với người dân Việt Nam chúng ta. Việt Nam chỉ xếp hạng 54 chỉ số hạnh phúc, còn nước Mỹ hơn hạng chúng ta đến 30 bậc, người ta xếp hạng 23. Bởi vì sao mình lại so sánh Việt Nam với Mỹ trong trường hợp này? Bởi vì mình đang muốn phản biện cái bác ấy. Bác ấy nói rằng là hãy chọn tiêu chuẩn của quốc gia hạnh phúc. Nhưng mà thực tế cho thấy rằng Việt Nam không phải là một quốc gia hạnh phúc. Việt Nam bất hạnh hơn nước Mỹ đến 30 bậc. Vậy thì cái luận điểm của bác nói ở đây chỉ là đơn thuần là cảm xúc của bác. Một cái ý kiến đơn giản, đơn thuần là bắt nguồn từ cái việc bác là người Việt Nam. Chứ không có mang một cái ý nghĩa độc lập, một cái ý nghĩa khách quan gì cả. Và cái sự khách quan đó chính là cái yếu tố bác vô cùng thiếu. Điều là đặt dấu chấm hỏi là tại sao bác được phong làm giáo sư, làm tiến sĩ, làm chức vụ này, chức vị nọ ở Việt Nam nó tứng lừng lừng như vậy. Như vậy thì tiêu chuẩn giáo sư tiến sĩ ở Việt Nam là nó ở mức độ nào? Các bạn có thể thấy. Và đó chính là lập luận của mình. Dĩ nhiên, cái luận điểm chính của bác ấy là chúng ta không nhất thiết phải bắt chước tất cả những gì ở bên phương Tây người ta có. Nếu mà các bạn hỏi mình á, Việt Nam có những cái tố chất gì, những cái giá trị gì mà mình nghĩ rằng là thế giới nên có, thì mình sẽ nói rằng đó chính là văn hóa tôn trọng người lớn tuổi hơn. Dù ít dù nhiều, bọn họ cũng là những minh chứng sống, chứng kiến một cái lịch sử lâu dài. Và chính vì thế chúng ta phải tôn trọng bọn họ. Đó là văn hóa khá là hay của Việt Nam và chúng ta cần phải tôn trọng. Và cái điểm hay thứ hai mà mình có thể nhận xét được đó là người Việt Nam khá là cần cù và chăm chỉ. Mình để ý rất là nhiều người Việt khi đi sang nước ngoài người ta rất là chăm chỉ. Và đây có thể là cái đặc điểm tốt của người châu Á nói chung. Những người châu Á khi sang những quốc gia bên phương Tây thường là có chỉ số thành công trong xã hội rất là cao hơn những cái sắc tộc khác, hơn những người châu Phi, hơn những người đạo Hồi. Người châu Á thường thành công ở trong xã hội bởi vì họ có tính cần cù rất là cao. Đây không phải là một cái tính đặc biệt chỉ có ở Việt Nam. Nhưng mà nếu chúng ta đang so sánh ở bên phương Tây và bên phương Đông thì chắc chắn cái điều này là cái điều mình cảm thấy tự hào. Những người châu Á như chúng ta vô cùng chăm chỉ và chấp hành cái nội quy chuẩn mực văn hóa của đất nước sở tại khi chúng ta đến các quốc gia khác sống. Chứ không có khăng khăng là phải theo một cái đạo giáo, một cái đạo gì đấy đến mức độ cực đoan mà sẵn sàng chà đạp lên cái giá trị của quốc gia văn minh mà đang cưu mang chính bản thân mình. Phải luôn luôn có lòng biết ơn khi chúng ta đang sống ở cái đất nước đó là đất nước đó đang tạo cơ hội cho chúng ta. Phải luôn luôn biết ơn và cố gắng học ngôn ngữ của đất nước sở tại để làm những công dân có ích cho xã hội. Video này của Vietcetera có vẻ không có được yêu thích bởi nhiều người Việt Nam cho lắm. Cho nên mình nếu mà có lời khuyên cho Vietcetera thì mình khuyên rằng là hãy gỡ cái video này xuống đi. Bởi vì video này á, nó chỉ thể hiện được một điều rằng là bác này á, không có xứng đáng với cái mác giáo sư mà Việt Nam đã ban cho bác đấy. Và nếu cái video này tiếp tục được chứng kiến bởi nhiều người nữa thì người ta sẽ đặt vào dấu chấm hỏi về những cái mác học vị giáo sư mà phần lớn người Việt Nam chúng ta đều tôn lên làm kính trọng. Họ có thật sự là uyên bác, xứng với danh hiệu đó hay không? Rồi chào các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành. Một thằng Mỹ nó sang nước mình. Một thằng Mỹ nó sang nước mình. Nó bảo nước kinh nghèo quá. Đến cái tủ lạnh mà các anh không có nữa. Thầy trả lời, nước chúng tôi có cần tủ lạnh đâu. Nước chúng tôi ăn tươi mà. Chúng tôi đi chợ là một tiếng trước khi nấu cơm. Mà chúng tôi ăn cái gì? Chúng tôi toàn ăn cá với rau là những cái mà toàn thế giới đều nhìn nhận là tốt nhất cho sức khỏe. Nhưng mà chúng ta lại bây giờ cứ mơ phải có tủ lạnh cơ. Tôi không cho phép bạn đo chúng tôi bằng tiêu chuẩn của các bạn. Là chúng ta đừng có nhất thiết phải chọn những cái tiêu chuẩn của những nước mà nó tự gọi là những nước văn minh. Hãy chọn những tiêu chuẩn của những nước hạnh phúc. Cái đầu óc lưu manh gian trá đó, không ai bằng Cộng sản Việt Nam tôi nói lại. Cái sự lưu manh giả trá mà lừa gạt đó, không ai bằng Cộng sản Việt Nam. Mà nó rất quỷ quyệt trong đầu óc gian manh xảo trá, không ai bằng Việt Cộng. Tôi rõ, không ai bằng Việt Cộng. Chưa chết đã đập đúng đầu đâu không? Đấy, đúng rồi. Đó, tập đâu gì?
Tao có đầu chết thế nào được. Tao có gai kia. Túm xích anh à, túm xích. Cố này là ông tổng qua chưa? Chạy bò. Chạy bò. Làm gì? Cái đầu đó ở đâu đây? Ê, ông đi vui đấy. Sao xấu quá mà. Đập cái đó là, cứ đập vào đầu. Đập vào đầu. Số mày không chết nhưng mà mày đúng đấy, đập tung vào cái đập mãi, đập bao nhiêu cũng không chết lại khổng nó rồi. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Đập kìa, đập con nhát chết luôn. Đập mãi chết rồi. Đấy, nhạt đòn chí hạng đấy. Nhạt nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy dao. Chọc. Dao cụt thế. Cạnh đập vào cung họng này. Đấy được rồi. Rò vào đứng vào. Chà cùn sao? Nghiêng ra. Đấy. Bắt đầu chặt đi ông, chặt đi trong lên đấy nới dần chảy ra. Đây này cái mõm nó này hất ra thì giờ. Thêm tiết nó phải chảy ong ọc cơ. Gió đánh cái cành rồi. Năm năm thôi. Hứng nữa vào, hứng mấy thì nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nó ra đấy. Chốc cái ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở. Nó còn thở, 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 nó còn thở.